Em tên là Huỳnh Chí Thanh, hiện 27 tuổi và đang là kỹ sư chắc địa, đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Rồi còn em? Dạ, em tên là Lệ Chi, em cũng 27 tuổi, hiện giờ đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao em lại gặp cô gái này? Em và vợ, bà xã em là trung học chung trường. Thì lúc đó em quê ở Cà Mau. Thì lúc đó có đợt tư vấn tuyển sinh về trường cũ. Tư vấn tuyển sinh thì em ngồi đó em thấy bạn bà xã em là tập nhảy với nhóm bạn, đập vào mắt em là sao chồng này cô này sexy quá. Ấn tượng. Và thế là hai đứa trò chuyện khoảng mấy tháng gì đó, mà bà xã em thì hẹn gặp, nhưng mà em lúc đó em tự ti về bản thân là em chắc là nhiều người theo đuổi lắm đây, thì chắc mình không có cơ hội cho mình đâu. Em tới em thấy ổng đứng chờ, mà thấy dáng cao, mặc áo sơ mi jean mang giày, cái gu em thích nữa, mà cao cao ốm ốm nữa, cái em thấy hợp gu rồi đó. Ai là người chủ động tấn công đối phương? Em là em chủ động tấn công, nhưng mà ổng cũng thả cửa. Thì trước đó em có, nói chung là không biết sao, như là cố ý sao á, để một cái dòng trạng thái trên Facebook là nói là mình chưa hung ai bao giờ. Cái là em mới hỏi em vô em xác nhận. Em nhắn tin là ủa trước giờ em chưa hung ai hả? Cái ổng kêu dạ em chưa hung ai chị ơi. Cái em mới nhắn tin là bữa đó gặp đi rồi chị sẽ cướp nửa ông đầu của mày. Mạnh mẽ quá. Và cái lần đầu tiên gặp chạm mặt nhau lúc đó thì em có thực hiện cái lời hứa của em không? Em quất liền chứ. Quất liền luôn. Coi như em bị cưỡng hôn làm sao? Em tưởng đâu là cứ nói đùa. Xong rồi cái vào nhà sách, hai đứa vào nhà sách, cái bà nhắc lại câu đó một lần nữa. Cái em nói bà này bà làm thiệt sao trời. Cảm giác giờ muốn tìm lại thì đúng không, cảm giác khó tả lắm. Tim em rung lên hết lại là chưa. Bây giờ em có muốn tìm lại cái cảm giác đó không? Giờ em xê cái ghế vô được không? Em kéo cái ghế vô, làm ghế đá đó. Rồi anh còn nợ em con viên ghế đá. Lá đồ chiêu chắc là hôn má thôi. Không được. Rồi cổ vũ cái bà cân ai. Wow. Hai đứa lấy nhau bao lâu? Dạ 6 tháng ạ. À mới 6 tháng nè. Dạ. Vậy thì cưới nhau về rồi có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Anh nhìn vô chồng em, anh chỉ thấy chồng em là khá là đẹp trai, sạch sẽ. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Cứ tại vì dơ đúng không? Dạ. Đồ của ổng thì ổng để là bình thường. Trước khi mà em cho ổng mặc đồ em á, thì là một tuần ổng giặt đồ một lần. Sau đó thì em, tại em mặc đồ như con trai vậy đó, nên là áo thun rộng thình, quần sọt ngắn như đồ con trai, nên là sau khi mà ổng thấy là ổng mặc vừa đồ em đó, thế là cứ cái thùng đồ là nó tăng lên 2 tuần giặt lần. Ở dơ. Cứ là ở dơ. Hồi nãy em có nói cái chi tiết là ổng lấy đồ ổng mặc á, là lấy đồ em hay lấy đồ của ổng? Ổng mặc hết đồ ổng xong rồi ổng lấy tiếp đồ em ổng mặc. Trời ơi, sao hai vợ chồng giống như hai anh em vậy ta? Có lý do gì ổng lấy đồ ổng vợ mặc? Tại vì em đụng được cái quần hoặc cái áo gì đó là em mặc. Quần hồng cũng mặc, quần cam cũng mặc, quần vàng cũng mặc. Mà quần nó có nhiều loại quần, đúng không? Mà quần đùi là quần bé không? Quần đùi là chú ý. Rồi, còn gì nữa không? Nhây cực kỳ nhây. Ví dụ nhây chuyện gì? Kiểu như là ổng mà không biết cái gì mà em ghét á, là ổng càng làm cho em ghét thêm. Dạo này không biết tinh tâm hồn yếu đuối kiểu gì á, lại đi coi phim Hàn Quốc, nghe nhạc Hàn Quốc. Em nói là bớt rồi nha, coi nữa tôi đập máy đó. Không đâu, vẫn ngồi coi và vẫn chăm chú coi. Biết em ghét mà cố tình chọc sực em. Thôi, bây giờ tới em đó. Dạ. Vợ em có tật xấu gì không em? Bạo lực. Thì vợ em ở Bình Định, như nó lây cái giống ngay tay sơn Bình Định luôn. Em có bị bụp nhiều lần không? Như cơm bữa. Cái lần mà nặng nhất đó là như thế nào? Bị ký vô đầu. Tại vì trước đó là em kêu ổng giặt đồ đi,
thì cũng là 2 tuần chưa giặt rồi đó. Ông ngồi ông cầm lên ông giặt từ trưa cho tới từ sáng tới trưa. Lúc em đi làm về xong em thấy là giặt cũng chưa xong. Ngồi coi, bật chương trình Vợ Chồng Son ra coi. Ông ngồi ông coi luôn vậy đó. Cái em ghét đi ngang qua em đá đít một phát. Em lại em đá đít thêm một phát nữa. Em đá cho tới chắc cũng ngon đít rồi mà cứ ngồi coi vậy đó. Không hiểu trời nổi. Ôi như vậy Vợ Chồng Son có lỗi quá. Ông coi chắc tăng tiêu cũng khá nhiều luôn. Không cày vậy đó. Tại sao em lại coi không coi chương trình khác? Bạn muốn hẹn hò Mẹ Chồng Nàng Dâu, tại sao em lại chọn coi Mẹ Vợ Chồng Son? Bây giờ mà hẹn hò nữa là thôi, là không có nhà để ở. Tuổi theo còn hẹn hò đó, không có nhà để ở. Còn gì nữa? Tiết kiệm quá mức. Ở lúc là em đi chơi với vợ em thì hai đứa có vào cửa hàng mua một chai nước suối. Thế là anh ơi đừng có mua chai này, qua bên kia nó giảm giá cho, hình như lúc đó là có 6.500, bên kia bán có 6.000 anh. Xong rồi cái thôi mình muốn ở đây luôn đi, không qua bên kia phải đi bằng 3 cây số gì đó. Trời ơi, mua được chai nước suối. Em ơi, nó tốn tiền xăng 1.500 đó em. Chuyện này nó vui lắm anh. Cái đợt đó là em đi Singapore về, xong cái ổng mới ra sân bay, ổng đón em. Đợt đó là 20 tháng 10. Cái em ra thấy ổng em thấy vui rồi, mà em nhìn thấy bó bông là bắt đầu là trên suốt quãng đường thôi là em đọc nguyên một bài diễn văn luôn. Em kêu em nhìn bó bông em nói nè, anh nghĩ sao mua bó bông 30.000, bó bông 30.000 xấu quắc gì cũng mua, biết vậy để từ ai bắt mua bữa nay mà sao cứ mua hoài vậy, muốn tốn tiền muốn bạc không thôi, xấu quắc gì người ta bán 10.000 tôi cũng thèm mua nữa. Em đọc suốt quãng đường cái bài đó luôn. Xong em về ổng mới nói xấu rồi thôi vứt đi. Vậy tôi vứt vô trong sọt rác ngay bên cạnh ổng luôn. Ngay tới bữa sau ổng mới đem một bó bông qua chỗ công ty của em, ổng kêu em xuống. Cái em xuống em thấy cái em nói bông, em thấy bông đẹp lắm, em khoái lắm. Em nói bông hỏi không mua nhiều, khai thiệt mua bao nhiêu. Cái ổng đâu ổng giấu ổng đâu đúng không, mua nhiêu đâu, ổng kêu anh tự bó. Nhưng mà tới giờ em vẫn không tin là ông tự bó, nhưng mà ông vẫn khẳng định là ông tự bó. Nói thiệt, cái đó là em tự bó hay em mua? Dạ em mua. Má thấy chưa? Bây giờ mới lộ luôn. Thôi đừng đánh em, đừng đánh. Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Dạ thì bớt nóng tính lại. Cầm cãi nhau nóng tính là cầm gì là chọi cái đó. Trời ơi, vậy ba tiết kiệm nó mua đồ ba chọi. Như không à. Như không mà không ra được gì. Còn em, Lệ Chi, em muốn ông xã em thay đổi điều gì? Ổng thì nói chung là em thấy là chồng em là khá là hoàn hảo, trừ những cái điều em đã kể rồi. Thì em muốn là ổng thay đổi là đừng có chọc sực em. Chọc gì? Đừng chọc tức giận. Em tức hả? Vậy thôi, tính em cũng dễ chịu nên là đừng có chọc tức em. Trời ơi, hai đứa lấy mới có 6 bà. Tháng phải dạ. Không? Dạ. Rồi tính chừng nào có con? Dạ, chắc là 2020. À, còn lâu. Dạ, thì em tính học cao hơn nữa để kinh tế nó vững vàng tí để lo cho con. Thì cũng tùy theo cái điều kiện của mình đó. Nhiều khi là tính trời, mình tính đâu bằng trời tính. Nhiều khi tối nay về ấy xong rồi mời biết 2 tuần sau biết có bầu. Em hạnh phúc. Vui tươi mỗi ngày. Cảm ơn cho em. Cảm ơn.